Vâng, chắc chị Hương vẫn còn nhớ ca khúc quen thuộc này đúng không ạ? Vâng, MV Em Gái Mưa của Hương Tràm. Thưa thưa quý vị, tôi rất là ấn tượng tuổi học trò với câu chuyện tình lãng mạn, và tôi nghĩ rằng là rất, mọi người ở rất là nhiều lứa tuổi đều rất là có cảm xúc khi mà xem MV này. Vâng, chắc là nhiều người đồng cảm cùng với chị Hương đấy ạ, bởi vì 60 triệu lượt xem sau một tháng ra mắt, đây là con số mà rất nhiều người, rất nhiều ca sĩ mơ ước. Bên cạnh đó thì ca khúc cũng đã tạo nên một trào lưu cover trên mạng xã hội và trở thành một trong những ca khúc phổ biến nhất trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe nữ ca sĩ chia sẻ về sản phẩm âm nhạc này của mình ngay sau đây. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chưa theo những nỗi buồn. Hương Tràm làm MV này để nói lên cái nỗi lòng của nhiều cô gái trẻ thôi, và rất là nhiều bạn bè của Hương Tràm khi mà gặp cái chuyện tình yêu đơn phương đã về tâm sự, thì từ đó mà Hương Tràm khai thác những cái tình cảm đó để Hương Tràm làm nên cái MV này. Vì cái tên của nó rất là nhẹ nhàng, em gái mà, cho nên Hương Tràm muốn làm một cái MV học đường để hướng tới lớp khán giả đông hơn, và cũng là một dịp tựu trường để các bạn học sinh có một cái sản phẩm để các bạn theo dõi. Được xây dựng như một bộ phim ngắn với tuyến nhân vật đa dạng, kể lại câu chuyện về những mối tình học trò, Hương Tràm và ekip đã phải mất hơn 2 tuần để thực hiện phần ghi hình cho Em Gái Mưa. Kinh phí của cái MV này ấy, nó có thể là một cái giá trị nhất định. Thế nhưng mà với cái sự hy sinh của cả toàn bộ ekip này, cả toàn bộ ekip quay, từ đạo diễn, từ tất cả bạn diễn viên lăn lội ngoài mưa như thế, dầm mưa chắc phải hơn 10 lần mới quay xong được cái MV này, thì thật sự không có giá trị nào để mình có thể tính toán được. Trong sáng, lãng mạn và gần gũi, thành công của ca khúc chắc chắn có phần góp sức không nhỏ của MV phim ngắn. 60 triệu lượt xem chỉ sau một tháng, đây là con số vượt xa nhiều sự tưởng tượng của chính ekip thực hiện. Em Gái Mưa nó thành công một cách rất là tự nhiên, thời điểm tựu trường này, một MV về trường học này, vào đúng cái thời điểm mưa này, lúc mà tất cả mọi người đang có cái tâm trạng là buồn này. Lúc mà mưa thì tất nhiên là con người mình sẽ cảm thấy cô đơn hơn và muốn xích lại gần nhau hơn. Nó đánh trúng tâm lý của rất nhiều các bạn trẻ đang yêu bây giờ và đang cô đơn chẳng hạn, đang chia tay. Mưa trôi để lại.